phát hiện rò rỉ đường ống ngầm. Rò rỉ trong các đường ống ngầm có thể được phát hiện bằng cách thêm vào trong đường ống ngầm một lượng nhỏ đồng vị phóng xạ beta. Ở trên mặt đất, khu vực phát hiện có cường độ phóng xạ beta cao chính là khu vực có đường ống bị rò rỉ. Điều này làm tiết kiệm thời gian cũng như xác định chính xác khu vực đào lên để sửa chữa. Chọn đồng vị phóng xạ beta để phát hiện rò rỉ trong đường ống ngầm vì phóng xạ beta có thể xuyên qua đất để máy dò trên mặt đất có thể nhận được tín hiệu. Tại nơi có rò rỉ, cường độ của bức xạ beta sẽ cao hơn vì không bị cản lại bởi thanh ống. Đồng vị phóng xạ alpha không được lựa chọn vì nó không có khả năng xuyên qua đất, còn đồng vị phóng xạ gamma cũng không được chọn vì nó có khả năng đâm xuyên lớn nên xuyên qua thanh ống dễ dàng. Vì vậy, cường độ bức xạ để máy thu nhận không có khác biệt giữa nơi rò rỉ và nơi bình thường. Tuy nhiên, trong ứng dụng này, việc quan trọng là phải sử dụng một đồng vị phóng xạ có chu kỳ bán trả một vài giờ hoặc vài ngày. Thời gian này vừa đủ để phát hiện được nơi rò rỉ, nhưng chưa đủ để ảnh hưởng đến an toàn và sức khỏe con người. Natri 24 là đồng vị phóng xạ thường được sử dụng vì nó có chu kỳ bán trả khoảng 15 giờ, phát ra phóng xạ beta và gamma.